Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Chào mừng cả nhà mà đến với kênh May Vàng 10 năm của em. Hôm nay là một ngày em đi bứng may vàng. Thì cái đoạn clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giao lưu với cả nhà mình một số những mặt hàng phơi may. Hy vọng sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Trong khi mà đi vô khu vườn để đi bứng những phơi may vàng bonsai thì em thấy hai chú đang làm một cái công đoạn gọi là sắp đế. Mà thường thường thì anh em mình biết là sắp đế những cây bonsai. Mà ngày hôm nay em thấy cái đoạn clip này hay quá, em thấy anh em đang làm thì em sẽ quay cho cả nhà mình coi công đoạn sắp đế một cây mai tàn. Mời cả nhà mình coi cái đoạn clip này của em ạ. Cây này là một cái cây mai tàn, hàng bông này em thấy cũng cân đối bông đẹp, cũng có 5 cánh 7 và cũng có 10 cánh cả nhà. Tại vì cái cây này thì nói chung ra thì năm nay thì mới trồng được mấy tháng thôi. Bởi vậy thì bên chủ vườn thì quyết định không có xả lá một năm năm mà để nguyên đó để làm đế lại. Đây cái công đoạn đang làm đế đây cả nhà. Cái này lúc bứng về cái da đế cái này dữ lắm không tí. Như cái mặt bàn vậy trời. Đế là 300 mấy của anh. 300 mấy hả? Túc này đó. Đế túc này. Nè tới bãi đó nè, bãi đặc sản điều gan gì chứ. Hồi chắc cũng moi hết cho này phải không ta? Moi hết rồi, làm cái này trước, lấy cái này trước. Hồi nữa này sắp giống cái kiểu hôm bữa sắp không ta? Tựa vậy đó hả? Cái này sắp chảy ra chứ không có sắp. Đế rồi đó, tới ngoài đặng. Quá trời cả nhà mình hai cây nè. Cây này là cây đầu tư cái nè. Tại nhìn cái nước da cây á, thì em biết cái cây này nó không có lớn tuổi. Cây này ông tí không, nếu mà nhìn cây này ông đoán tuổi cây này tầm nhiêu tí? Hai mấy năm. Ừ. Gần 30 năm đó hả? Gần 30 năm đó. Mà nhìn cây này nhìn da nó non ha. Mới bứng hôm Tết. Nhìn da cây nó non thiệt chứ. Cây này bữa như anh hai cũng có kêu giá lần thì phải. Qua chờ cho cả nhà mình coi. Đây là trong cái lúc đang bươi đế ra cả nhà. Rồi hồi nữa mấy chú sẽ gọi là sắp cái đế nó lại cái nữa. Nhìn nó nói chung thì cái công đoạn này nó cũng hơi lâu. Nhưng có hồi nữa em sẽ đi em quay cái đoạn clip cuối của ngày hôm nay thì nó chắc nó có nằm trong khúc này cả nhà. Hồi nữa khi nào mà sắp đế xong nhớ gọi con vô nghe chú. Con quay cái đoạn clip cho cả nhà mình coi cái công đoạn sắp đế lại. Nếu xong cũng cỡ 4 giờ. Ừ, cỡ 4 giờ con mới về mà. Dạ, yeah. Rồi giờ con ra. Rồi, giờ em mời cả nhà mình đi. Em sẽ đi bứng những cây phô mai vàng. Trong đó cũng có những cây hàng lớn nữa cả nhà. Mời cả nhà mình đi theo em ngày hôm nay nha. Giờ vô thì em sẽ bứng tầm khoảng chừng 2-3 cây lớn hả cả nhà. Đầu tiên vô thì em sẽ thấy cái mặt bông nó quá đẹp rồi cả nhà mình nè. Đây. Trên bông nó còn chín mớ thuốc đây cả nhà. Này chắc mới xịt mango jet còn xanh xanh. Bên vườn bên này rất kỹ trong vấn đề mà không có để cho những cái cây mai của mình nó sâu bệnh nhiều cả nhà. Thấy lá là có ảnh hưởng gì là bắt đầu ở bên chú vườn là đã xịt rồi. Rồi, giờ vô em sẽ đi lựa cho cả nhà mình và em sẽ giao lưu với cả nhà mình những cây hàng lớn này nha. Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ lựa chọn cây dáng long long là cây đầu tiên clip của ngày hôm nay cả nhà. Đế sổ, lô này thì đã sắp đế hết rồi. Mấy này thì không có về nhà gọi vấn đề mà để chơi bông năm nay cả nhà. Mình chỉ gọi là mình bán phôi thôi. Về nhà anh em mình nuôi tiếp mà. Những lô này thì hứa hẹn sau năm thì sẽ là những cái cây tác phẩm đẹp của bên những anh em mình nha. Lô này nói chung ra thì nó hot từ năm vừa rồi tới giờ cả nhà. Hôm nay thì sẽ không có lựa chọn những cái cây mà gọi là hàng cao cấp mà tại vì em sẽ lựa chọn những cái cây mà gọi là hàng chung chung trước ha cái nè, tầm mười mấy triệu một cây. Còn cái này chắc tầm cũng chừng ba mấy 4-5 cũng vậy. Rồi cá đây dòng cây này đã làm đế sẵn ha cả nè. Được cái sao mở lô này bông đẹp hết thế ha. Mình lô bên diễn lúa cũng bông đẹp và lô bên này cũng bông đẹp. Đọc chủ chắc cắt cho cao cao luôn. Rồi xong một cây. Chắc anh em chịu khó đo hoành tôi cái ông ơi. Lấy thước dây rồi đo hoành cái ní ơi. Cái này thì cả nhà mình yên tâm đi. Bao bông bông đẹp rồi cả nhà ơi. Đồ đế quá trời à. Và neo 30 không
Đúng rồi. 30. Rồi 30 chuẩn, cục đế luôn boy. Cục đế rồi, chiều cao luôn. Ừ. Chỉnh thức dây cái đồng. Rồi ok. 95 đi. Rồi 95, cái này cao tầm dữ lắm, chưa được 7 tắc. Đúng không? 80 luôn trời. Cái này cao 80 nha cả nhà. Cốt cành cũng có sẵn nha cả nhà mình ơi. Đây. Chi phong này kia có hết hay cả nhà. Cái này 70 hả? Vậy cái cao 70 à. Quá trời cục đế bên này dữ ta. Nè. Bên này là đế không hay cả nhà chứ không có phải đất đâu nha. Đế phu của nó là bốn vách luôn. Chi cành này lực lắm nè. À, thường thường những cái cây này là đều xé xương hết rồi. Bởi vậy sao mà em nói nuôi màu nhanh này cả nhà. Về nhà anh em chỉ cần mà nói chung là đợi chờ cho ra chi xong anh em mình bắt chi cho nó đúng là được à. Đặt tay vô lòng cái cục đế kìa đồng. Quá được. Quá trời cục đế luôn rồi. Cây này cây số 1 ha anh em. Hôm nay chắc em bứng tầm 3 cây ha anh em. Được rồi, để tôi kêu. Dạ rồi, cây này là cây số 1 đầu tiên. Anh em mình hợp nhãn thì mua, có thể mua ủng hộ tiếp em nha. Với một mức giá giao lưu cả nhà mình luôn là 16 năm hay cái nè. Em bao ship nha. Đó, sát cây ngoài bao bự luôn hay cái nè. Rồi, ngày hôm nay thì tiếp tục qua là được cái cây số 2 này. Cây số 2 này thì hàng cũng tương đối gọi là quái cả nè. Anh em cũng mới cắt xong. Cây này thì hoành chắc nó nhỏ hơn cái cây số 1 nãy chút xíu hay cái nè. Nhưng mà cái độ truyền của cây cái nè, thấy không? Lên thứ nhất, lên thứ hai, lên thứ ba, đoạt chủ. Đế cũng cân đối. Hồi đó chắc nó bị sao à? Bị tét xong cái nó lành hết trơn luôn hay cái nè. Lành hết xung quanh luôn nè. Chân trước cũng có luôn. Lấy thước dây đồ hoành luôn ní ơi. Cái này chắc dữ lắm, tầm khoảng chừng 26 hoành này dữ lắm rồi nè. Đồ hoành cái trong. Hàm 6 đúng không? 25 hoành. 25 rồi đó, cũ luôn rồi. Ừ. Sao? Cái đế em. Ừ. Cái cũ 46. Rồi, cục đế. Cục đế nổi trên nè. Đế này cũng như đế đặt như cũ rồi, còn gì nữa. Tại đế này đế sắp hết trơn anh em ơi. Cam. 1 m. 1 m. Đây. Quay tổng thể lại cho cả nhà mình ha. Đế sắp hết. Nói chung ra thì trên cây thì sẽ có cây này cây kia. Cây giá cao cấp và cũng có những cái hàng tầm trung. Mà ngày hôm nay em chỉ bứng những cái hàng tầm trung là nhiều cả nhà. Hoành này, cây này chỉ có 25 thôi. Cây này cốt cành thì nó lật, nó truyền cây dữ lắm. Cái này thì giao lưu anh em nhà mình là 14 rồi cả nhà. 14 mình bao ship. Hàng trong ngày hôm nay thì rất là nhiều những cái mặt hàng để anh em lựa chọn nha. Không phải riêng những cái cây mà gọi là hàng hàng lớn này đâu. Rồi, cây số 1, cây số 2 và bây giờ em sẽ qua cây số 3. Rồi, ngày hôm nay thì em bắt được một cây mai sù rồi cả nhà. Cây này chấp nhận là tán nuôi lại cả nhà ơi. Tại vì nó chỉ có 1 2 3 thôi nè. 1 2 3, mình nuôi 4 lại cả nhà. Rồi, tán tới luôn đi tí ơi. Cây này khéo quá. Ừ. Tới cùng chuyện cả nhà mình ơi. Đấy, cái đoạn con nó đẹp quá trời nè. Mà nó xù cái nè. Xù thì nó chưa có lên xù dữ. Nhưng mà mình nhìn mình biết cái cây mai của cây này nó xù. Nó dạng như là không phải là những cái cây xù lúc cơm. Xù là xù chính hiệu cái nè. Hoành cái này bự rồi tí. Ừ, cỡ 40 à. Cái nhà thấy cái chiêu cành một của nó buông ra mà nó xé vậy nè cả nhà. Nó xé có cành thứ cấp hết trơn, lên trên chi số 2 à, có luôn mà đóng đúng vị trí luôn. Quá đã. Đúng rồi một. À, anh em thấy cây nó bỏ chi cành đẹp không cả nhà. Chủ vườn này họ nuôi họ bỏ chi cành quá đẹp. Rồi em đang làm đế xong rồi cả nhà. Cây này bắt chi cành chuẩn quá cả nhà mình ơi. Đế thì đế cũ rồi cả nhà. Mà nó xù. Quá trời cây. Mặt bển ok không đi? Cây này mình nạt nó đảo quá ta. Không biết anh em mình thích cái mẫu cây như thế nào ha. Còn riêng cá nhân em trước giờ em đi sưu tầm cây đa số là em thích những cái cây nó lùn liền bệ
lùng liền, bóp giót ha cả nhà. Cái cành phóng nó sụ trời. Trọng trọng ra tôi qua bên đó tôi coi thử mặt bên đó rồi chồng. Lấy thức dây đo luôn chồng á. Coi chừng tôi lọt mé mương luôn trời. Phải báo vô cây chúng tôi lọt mé mương. Cành phong này cả nhà, cành chi phong nè, đế nè. Đế còn cũng tương đối nha cả nhà. Sù à. Rồi đâu anh ấy. 38, 35. 35 ha. Cũ 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 cũ. Ừ đó cũ á. Cũ 52. Cũ 52. Chiều cao 48. Chiều cao 48. Số đẹp luôn, cái tay cành một quá chứ bự. Tay cành một bự, cái này thì nó giá nó hơi cao hơn hai thằng kia ha cả nhà. À, nói chung ra cây thì nó quá chất lượng bài bản cây. Còn mấy anh kia thì nói chung cái kiểu giáng long, còn đây vô hệ bài cả nhà. Mẫu này thì em giao luôn cả nhà mình luôn là 30 ha. Hàng bao ship cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Hả? Ngày hôm nay thì đi bứng ba cây cả nhà. Chiều đến thì sẽ kéo cây ra cả nhà mình ơi. Rồi, và bây giờ thì em sẽ mời cả nhà mình đi tiếp tục coi những cái cây mai hàng giá vài triệu một cây. À, hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay sẽ được cả nhà mình coi hết nha. Rồi, mời cả nhà mình ạ. Dạ rồi, ngày hôm nay thì em sẽ bắt đầu vô trong này thì em có khoảng 6-7 cây gì đó hàng để bàn ha cả nhà. Nhưng mà em đi lựa là những cái thân thủ nó rất là gọi là khéo ha. Cây này cũng gọi là cây thú thú. Đế thì nó như vậy rồi nè. Đó, nói chung ra thì cái lô mai này thì em không có bao bông được nha. Tại những cái cây mô lô hàng lớn thì em còn bao bông được. To thông số một tuổi cái đồng. Cọc chủ bóp gió quá ta. Trời ơi, bên kia đang hát. Chết rồi. Quà neo 24. Rồi. Cũ quá trời cũ nữa rồi. Cũ 50. Cũ 50 ha. Chiều cao. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Đường kính bầu này anh em về ép vô cái chậu 30 nha. Vô chậu 30 ha cái nè. Em sẽ quay bên này cho cả nhà mình coi. 30 em đó. Này thì em giao luôn tại chỗ tại vườn luôn đây. Đó, quay gì cả nhà mình biết rồi. Nè, mình đi bứng cây của mình ha cả nhà. Cũ đế đây. Chưa làm đế xong. Chưa làm đế xong nữa ha cả nhà. Rồi, cây này là cây số 1 ha cả nhà. Anh em mình hợp nhãn thì mua ủng hộ tiếp em nha. Cây này em giao lưu cả nhà mình luôn giá 2,7 triệu ha cả nhà. Em bao ship nha. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Và bây giờ em lên cây số 2 ạ. Được rồi, tiếp tục ngày hôm nay cây này là cây số 2 ha cả nhà. Cây số 2 thì nó là một cái cây mai quái. Cả nhà thấy cái mình của nó có dặn đuôi nó nè. Đó, những cái chi cành dư thừa thì em đã cắt bỏ hết trơn rồi. Rồi đâu hoành đi. Rồi cái này là cái cũ rồi cả nhà. Cũ. 41. Cũ 41 rồi cả nhà. Rồi, quà neo 20. Eo 20, chiều cao 30. Chiều cao 30. Vô chậu 3. Này vô chậu 3 cắt rồi. 35 á. 35 luôn hả? Ừ, 35 mới nổi. Bự đó mà. Rồi, vô chậu 35 cây bự ha cả nhà. Nè, cho cả nhà mình coi. Chi cành nó co lắc nó quái nè. Quá trời nó quái luôn cả nhà mình đây. Đó. Những cái mẫu này nó thực sự cả nhà mình luôn là em đi sưu tầm á cả nhà. Chứ nó không phải là những cái cây mà dạng hàng bonsai đại đâu. Rồi giá giao lưu cả nhà mình luôn là giá 3,5 triệu ha. Em bao ship cả nhà. Rất đã cả nhà. Cao 30. Rồi đường thẳng nó quái cực kỳ luôn. Rồi cái này cái số 2 ha. Rồi giờ em sẽ qua cây số 3. Trời ơi cây này nó chuẩn thì thôi rồi luôn cả nhà mình ơi. Tuy nó không có lớn hoành nhưng mà nói về độ chuẩn cây này thì bonsai để bàn được quá trời rồi. Rồi đo hoành đi. Quà neo. Quá chuẩn. 20. 20 gì? 20 hả? Rõ vậy trời. Chiều cao. Chiều cao 18. Cũ. 45. 45. Dạ ép vô chậu 30 anh em ơi. Rồi cái này vô chậu 30 ha cái nè. Quá trời nó khéo cả nhà mình ơi. Quá trời đẹp luôn. Cái cũ toàn quay luôn. Cũ quá đã. Rồi em quay tổng thể lại cả nhà mình coi ha. Cái này về nhà dựng cái độc chủ lại cái nè. Cũ nó tròn quay luôn. Cây số 3. Độ nét nó. Quá là khéo. Bởi vậy là cây thì nó sẽ không có quan trọng nó là cây lớn hoành hay nhỏ hoành. Quan trọng là thân thủ nó đẹp hay không ha cả nhà. Đủ điểm mình nuôi bonsai là không. Cái này giao lưu cả nhà luôn là 3,5 triệu ha. Em bao ship cả nhà. Rồi giờ em qua cây số 4 à. Dạ rồi, em lên cho cả nhà mình tiếp tục cây này là cây số 4 rồi cả nhà. Hàng đúng là cây chất lượng luôn. Mẻ ngày mai chắc có cây này và thêm cây nữa là cây tuyệt vời luôn.
Rồi đâu hoành đi chồng. Đúng cái hệ quái. Quá trời quái. Hoành eo 25. Hoành eo 25, chiều cao. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Cái này đo đế nó bằng bằng nha bạn. Đế bằng bằng. Ừ, em cái bầu 50. Đừng kinh bầu 50, nhưng cái này vô chú chị em dép chậu 35 là maximum. Mà cây quá đỉnh cái nè. Lô này hiện tại giờ em đang làm hả cái nè. Đó, đường thân nó quá cho nó múa cả nè. Rồi quay tổng thể ha. Bên đế bên kia thì nó không có đạt cho lắm, nhưng có cái cây tại vì nuôi cốt cành này cái nè. Đây nè. Có cọng rễ, mấy cọng rễ bên kia em chưa cắt bỏ nữa. Cái chi kia dư cũng vậy luôn. Cây gọi là hệ quái cái nè. Tất cả nhiều mẫu mã để mình lựa chọn. Rồi, cây này là cây số 4, em xin mặn phép cho luôn. Giá của chú anh chị em là 8 triệu ha. Em bao ship rồi cái nè. Rồi giờ em qua cây số 5. Dạ rồi, em lên cây này là cây số 5 hay cái nè. Rồi đâu hoành đi chồng. Này là chắc cây thường nhất của ngày hôm nay cái nhà mình đây. Hoành eo 24. Chiều cao. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Cái này ép vô cái chậu 35. Rồi ép vô chậu 35 ha. Tại vì cây thì cũng có, trong này thì cũng có cây lớn, cây tập trung. Em lựa chọn nhiều mẫu mã để cô chú anh chị lựa chọn theo cái túi tiền của cả nhà mình nha. Cây thì em vừa bứng xong nè. Đó, chưa có lên bọc nữa đây. Em mức giá em giao luôn cả nhà mình là 2 triệu ha. Em bao ship với cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Rồi, giờ em sẽ đi tiếp tục lựa cho cả nhà mình coi những cái cây hàng lớn của lô này ha. Còn mời cả nhà mình tiếp tục cái đoạn clip của em ngày hôm nay. Em cắt tới tôi luôn nè. Rồi, em lựa chọn được một cây. Quá trời nó dữ cả nhà mình ơi. Hàng đỉnh. Đúng rồi bộ ơi. Cây này em cắt tới luôn nha cả nhà. Này nó đổ luôn tí. Bán đổ chưa đổ. Bán đổ không? Cây huyền nữa không? Đạp xuống được mà tí. Đạp xuống sợ có độc trụ nó. Đổ rồi chứ độc trụ nó hơi ngã ra kìa, không đạp xuống được nữa. Hàng này trong này là đa số là hàng lửa cái nè. Đúng rồi bồi, đúng rồi bồi. Bẻ thì nó đi tí. Khéo cực kỳ. Tới luôn. Đúng rồi bồ. Đừng để phù nha. Ừ, cá đi. Tôi thấy còn cao quá. Rồi ok mấy bồ ơi. Rồi vô mấy bồ bươi đế sơ sơ làm tôi nha mấy bồ ơi. Cái này đường thân. Ê, cái này hoành lớn nha. Hoành lớn. Ừ. Rồi, bươi đế đi. Rồi, xong rồi cả nhà mình ơi. Quá trời cái cây mai à. Đúng là cái hàng đi lựa nó có khác hay cả nhà. Hàng chất lượng, đâu hoành cái trong. Đó là về đâu hoành tôi coi. Nói chung là những cái hàng đi lựa thì lúc nào mình cũng mua giá thành nó cao hơn chút, nhưng được cái cây nó chất lượng cả nhà mình ơi. Hàng đúng cây sưu tầm. Cây này bự lắm ơi. Bự cũng vô chậu tầm chậu 35 40 đó hả? 30 hoành. Rồi cũ. Tại cây nó nét cây thôi chứ. 55 hoành. 55 hoành. Rồi chiều cao cũ 55 ha. Chiều cao 32. Chiều cao 30. Cái này vô cái chậu 30 nổ trời. Vô chậu 30 im luôn á. Thì chứ bộ, này ép chậu vô chậu 30 được không tí? Được mà, 30. Này vô chậu 30 ha cả nhà. Đúng hàng nét cây ha cả nhà. Nè, đứng vậy cả nhà mình coi. Ôi, cây nè. Quá trời cái tay nó múa đẹp á. Nói chung giá thì nó nhín hơn chút đỉnh nha cả nhà. Hôm qua mặt không cho cả nhà mình coi nha. Đây. Ôi ôi cây nó đẹp cả nhà mình ơi, cây cũ nữa kìa. Phải nói tuyệt vời. Cái lô này lô đi lựa cả nhà. Hồi nữa mình lựa được 5 cây nữa không tí? Giờ em sẽ đi lựa tiếp 5 cây nữa. Ngày hôm nay thì đi lựa được 5 6 cây ha cả nhà. Rồi, mức giá cho luôn cả nhà mình luôn là 8 triệu 500 ngàn ha. Em bao ship. Rồi mời cả nhà mình đi tiếp tục qua những cây tiếp sau cả nhà. Rồi tiếp tục ha cả nhà. Em lên cho cả nhà mình một cây siêu phẩm của ngày hôm nay. Quá trời nó bự cả nhà mình ơi. Đúng cây chất lượng. Con chú vườn làm ra mẻ này hay quá, cắn đột chủ rồi lại ra rồi. Chủ thấp xíu tí rồi. Ừ. Đúng rồi. Cái này giờ đâu quạnh đâu trời. Cái này giờ không biết đâu quạnh đâu. Quách cho nó bự rồi.
Im nha. Cả nhà mình thấy cây này nó sao cả nhà? Nó quái. Quái mà còn bự nữa. Cú này sao bộ đang gì vậy? Lấy lớn đi bộ. Yeah. Lấy lớn đi bộ. Đúng rồi. Đó, hiện đó. Thôi thôi, cái đường thân nó kì ông ơi. Mày làm đế sơ sơ ra cái này mày. Kéo rồi. Cả nhà thấy đường thân nó quái không cả nhà? Nào, quay trên xuống rồi. À, mỗi người một mỗi cái cách mà dạng như là để sưu tầm những cây mai vàng để chơi, để gọi là có những cái tác phẩm đẹp riêng của mình. Còn giống như em cũng vậy, em đi sưu tầm cây thì em cũng đi sưu tầm nhiều cái mẫu mã để cho anh em mình lựa chọn. Thay vì người thì thích những cái cây bài bản, cây bài. Người thì thích những cái cây hẹ quái. Là năm nay đa số là em thấy những cây hẹ quái là bán được nhất cái cây nào. Tại em thì năm nay thì em hơi bán chậm, lý do là tại vì em đi theo cái lối bài bản cái nè. Cứ cành 1, cành 2 dạng như cây trực lắc á. Rồi làm thế xong đi anh em ơi. Quá trời cây mai cái nào mình ơi. Quả neo đo cho anh em. Đo quả neo cái bộ. Cây phải nói đi, chất lượng. Neo đo sao đây? Đo ngang đó thôi, đúng rồi. Bắt buộc à. 51 quanh. Quá trời cây mai kìa, cái nào mà đây. Có như cái con gì vậy ta? Chiều cao 35. Chiều cao 35. Quanh kia cái đầu. Cây này vô chắc chậu 50 quá. Chiều chậu 50 hả? Ừ. Đúng rồi. Trời ơi, cây mai kìa nó như cái con gì vậy cái nào mình ơi. Quá trời rồi. Rồi, cây này là một cái cây gọi là cái cây đặc sắc của ngày hôm nay. Anh em hợp nhãn thì giao lưu với em là mức giá 15 hay cái nào. Em bao ship cái nào. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị nha. Thôi rồi, quá trời rồi. Rồi, cây này là cái cây tiếp tục đi lựa mà anh em cứ nói theo dùm em cái mã số thứ hai đi anh em ha. Cây quái mã số thứ hai. Rồi, giờ em sẽ qua cây mã số thứ ba. Rồi, tiếp tục. Ngày hôm nay cây này cây số 2, em đúng ra là mấy anh em sẽ đi lựa được số lượng nó nhiều đó. Nhưng có cái thì tại đường của nhà em nó xa và cũng chui vô trong này nó mệt quá. Này cả nhà. Thôi ơi, mấy anh em chui không đó, đi lựa được có hai cây cả nhà. Cây này là một cây siêu phẩm tiếp tục nữa rồi. Cái nhỏ không cầm không? Quá trời đã cái nào mình ơi. Cái nhỏ không cầm hả? Nhìn nó mướt quá cái này ơi. Cái này hoành lớn rồi, giờ đo hoành sao trời? Giờ nó dính rồi sao đó? Đo hoành khó à. Ừ. Hào hào đây. 45. Giờ ông đo từ đây nè chồng. Đo từ đây nè, ông đo nửa đây à. Bóp cây vô thế này nè. Ừ. Còn mình trừ hao gai. Ừ, nó. Nhiêu? 47. 47 hoành. 45 hả? Tính 45. Chiều cao cái này tầm 30 à, đường cây đúng là đường cây lụa, cây nó nét vô cùng cả nhà, nét quá nét tuyệt vời luôn. Ai cái cọng đế này tính ra nó cũng bự ra trọng đế bự mà. Ừ. Về nhà cái nè, đục này ra tháo hai chi âm ra luôn tí đi. Đúng rồi, tháo chi âm tháo ra luôn đó, tháo nhìn nó có cái chiều sâu hơn. Nói chung ra mấy thằng này thì hàng đi lựa bởi vì giá cũng cân đối xíu rồi cả nhà. Qua mặt bên kia, tôi cả nhà mình coi ha. Bên kia làm đế chưa? À, em vô trong này giờ là em đi em ngồi không được nữa này cả nhà. Nó. Ôi ôi mặt qua này nó hiện hợp đâu. Quả nó đẹp, hoành thì coi như nó 45 hay cái nè. Anh em vô chậu cái này cũng ép chậu. Ép chậu 35 40. 35 hoặc 40 thì nó cân đối hơn hai cái nè. Rồi, một cái mức giá giao luôn cả nhà mình vẫn là 15 triệu. Em bao ship nha. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa nha. Rồi, em quay lại cái mặt tiền của cái này mình coi nha. Đây là phải nói là cây nó chuẩn quá. Cây này cây chuẩn nè, chứ không phải hệ quái đâu cả nha. Bài á, tại em chừa cái gạch điểm trên lưng á, nó quái công vậy chứ cây này vẫn là cây huyền được. Nét cây nha. Rồi, giờ em sẽ đi ra tiếp tục em coi xem có cái gì đó em quay cho cả nhà mình xem không nha. Đây cả nhà mình ơi, nãy thì em có hứa cả nhà mình là em sẽ quay lại cái đoạn clip cuối khi mà mấy chú mấy anh đang sắp đế. À, nếu mà nói về từ cái vai đế của nó, vai đế zin của nó mà chưa có sắp là từ bên này qua tới bên kia thì nó tầm khoảng chừng 1,5 m không ta.
cỡ nó cỡ 1,5 m rồi ta. Còn nếu mà đã sắp rồi thì từ cái mí này qua tới cái bàn giò của cái chú áo xanh bên đó thì nó độ tầm khoảng chừng 2 m, hơn 2 m đấy ha. À, đang sắp đế, cả nhà thấy không, tại nắng nó chiếu vô cả nhà, lên trên coi nè. Đó, này nó công phu lắm cả nhà mình ơi. À, rễ cám khi mà sắp xong gì rồi nè, xong cái thì sẽ pha thuốc kích rễ, xịt ướt hết trơn xung quanh nó cái, rồi sẽ ủ thêm một lớp sơ dừa xong rồi sẽ lắp đất vô cả nhà. Sơ dừa thì có nhiệm vụ để cho nó bén rễ cả nhà. Quá trời cái dàn rễ của này luôn. Cây này gọi là cây vú sữa cả nhà, mai vàng lai vú sữa. Trời ơi cây kìa. Cây này mà ai đầu tư tầm khoảng chừng chắc 2 năm nữa tới ha. Tập độ 2 năm nữa không ta? 4-5 năm nữa hả? Cho cả nhà coi. Quá khủng khiếp rồi. Rồi, đây là cái công đoạn sắp đế nha cả nhà. Sẽ dùng những cái cọc tre. Cái cọc tre, cái ngạnh tre đó. Chú tụi con mượn cái ngạnh tre đó chút, ngạnh đại nào cũng được chút. Dạ. Đây ngạnh tre đây. Nó cắm xuống, cái ngành này sẽ có nhiệm vụ là giữ cái gồng rễ lại cả nhà. Đây, giữ gồng rễ lại. Dạ rồi, đoạn clip ngày hôm nay thì em cũng đã xong rồi. Hy vọng sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Em vừa đến là cảm ơn cả nhà mình luôn luôn ủng hộ kênh Mai Vàng Miền Nam của em. Và cảm ơn cả nhà mình đã xem hết cái đoạn video này của em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình ạ. Em xin chào tạm biệt ạ.